Hello, xin chào các bạn, lại là mình đây. Rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Chúc các bạn một ngày mới học tập và làm việc tràn đầy năng lượng. Ok, hôm nay mình sẽ vẽ nhân vật Benimaru trong Tensei Sitara Slide Data Ken cho các bạn xem nhé. Là một trong những nhóm quái vật cấp dưới thứ ba được Rimuru Tempest đặt tên. Sau khi được đặt tên, anh ta đã tiến hóa thành một Kijin, ngay lập tức trở thành cấp dưới quyền lực nhất của Rimuru vào thời điểm đó và quyết định phục vụ Rimuru vĩnh viễn. Anh ta cũng sống ở thành phố thủ đô của liên đoàn Tempest Zura. Sau khi tiến hóa, cơ thể của Benimaru thu nhỏ lại còn cao 180cm và có hình dáng của một thanh niên gầy ở độ tuổi 20 trở xuống. Tóc anh bớt gợn sóng và thẳng và nhọn hơn. Sừng của anh ta cũng thu nhỏ lại một chút và hẹp hơn, phát sáng rực rỡ hơn so với Obsidian. Màu da của anh ta thay đổi thành màu da của con người. Sau khi Rimuru trở thành một chúa quỷ thực sự, Benimaru đã tiến hóa thành Feoni và đạt đến sức mạnh của một quái vật thảm họa. Benimaru có một tính cách vô tư của một người đàn ông hào hứng và tự tin. Mặc dù vậy, anh ấy thực sự cũng rất thận trọng và tinh ranh. Anh ta không quan tâm đến việc phục vụ bất cứ ai mà anh ta cho là không xứng đáng. Tuy nhiên, anh ta cũng không coi thường những người yếu hơn mình. Vốn dĩ anh là một người rất nóng nảy, nhưng sau khi đảm nhận vai trò tướng quân dưới quyền Rimuru, anh trở nên lý trí và bình tĩnh hơn trong việc ra quyết định.
mọi khi nếu các bạn thấy video này hay thì hãy dành tặng mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn có bất kỳ ý kiến hay đóng góp nào có thể cho mình biết bằng cách bình luận phía dưới để mình cải thiện bản thân tốt hơn nha. Và vì đây cũng là video cuối cùng của năm 2021 rồi, mình chúc các bạn sẽ có một năm mới thật nhiều sức khỏe, chúc cho công việc và học tập của các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.